Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Promoter. Lần trước thì mình đã có làm video liên quan đến em Intel Arc A380. Tuy nhiên ở trong video đấy thì mình đã có mang đến Intel Arc nhưng chỉ là dừng lại mức mở hộp sản phẩm mà thôi. Thì ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ phân tích một chút liên quan đến em Intel Arc và mình cũng đã có xây dựng được một cái cấu hình theo mình thấy là khá phù hợp khi mà chúng ta có thể sử dụng. Trước tiên đi, chúng ta sẽ vào luôn cái vấn đề khi mà anh em mua Intel Arc thì chúng ta có lợi thế gì. Một số những câu chuyện xảy ra là khi một số anh em mua CPU của Intel, chúng ta đã có hai lựa chọn. Một là sử dụng CPU dòng bình thường, dòng non-F, và cái thứ hai nữa là chúng ta mua CPU dòng F. Mình sẽ lấy ví dụ điển hình là CPU Intel Core i5 12400, chúng ta sẽ có được hai dòng. Thì với dòng F và dòng non-F thì sẽ chênh nhau khoảng chừng 500-600 nghìn. Thì một số anh em sẽ bỏ đi cái dòng bình thường và chọn mua dòng F để có thể tiết kiệm được chi phí. Thì điều này thì hoàn toàn ok, chúng ta sẽ tối ưu mặt chi phí này, chơi game và cái hiệu năng vẫn không hề thay đổi. Và anh em biết điều gì không? Đó là cái tính năng Intel Quick Sync với một số anh em thì có quan trọng, một số anh em thì cũng không quan trọng lắm. Với Intel Quick Sync thì khi anh em livestream này hoặc là anh em edit video thì nó hỗ trợ khá là nhiều. Nhưng mà những cái sản phẩm mới trên thị trường, chúng ta có những mẫu card đồ họa đến từ những hãng khác cũng hỗ trợ một số những cái tính năng cũng khá là tương tự khi so với Intel Quick Sync. Thế nên nhiều anh em sẽ chuyển hướng sang sử dụng dòng F luôn. Tuy nhiên thì đôi khi chúng ta vẫn muốn sử dụng cái tính năng đấy thì sẽ phải sử dụng như nào? Thay CPU thì lúc đấy lại dở hơi quá. Bởi vì chúng ta bán CPU đi xong mua lại một CPU cũng như vậy, chỉ là Intel Quick Sync, thì nó buồn cười và chúng ta sẽ lỗ khá nhiều. Thì với một em card đồ họa của Intel, cái dòng Intel Arc ấy, thì cũng hỗ trợ Intel Quick Sync luôn. Ban đầu thì mình cũng khá là hoài nghi về cái tính năng này. Khi mà mình cắm vào mà mình thử test thử trong OBS thì đây là một trong những phần mềm livestream phổ biến và anh em hay quan tâm và sử dụng, thì không hỗ trợ Intel Quick Sync khi chúng ta chưa update driver. Và ngay sau khi mình update driver và mình quay vào thì đã hỗ trợ tính năng Intel Quick Sync hardware luôn. Tức là khi chúng ta cắm em cạc này, update đầy đủ mọi thứ, chúng ta có thể tận dụng được cái tính năng đấy. Và rõ ràng cái Intel Quick Sync có trên card đồ họa chắc chắn sẽ mạnh hơn khi so với iGPU ở bên ngoài. Còn mạnh hơn như nào thì mình sẽ gửi đến anh em trong một bài đánh giá chi tiết. Khi đấy mình sẽ mang mẫu CPU Intel Core i5 12400 dùng Intel Quick Sync bên trong. Khi mà so với Intel Quick Sync ở trên card thì cái hiệu năng sẽ thay đổi ra sao nhá. Chúng ta sẽ cần một video để đánh giá được một cách chính xác nhất. Rồi thì với đấy cái tính năng mà anh em edit video khá cần. Còn xét thêm một khía cạnh khác đi, bởi vì một mẫu card đồ họa đến từ Intel, hai anh em thường chơi game thì tôi mua CPU của Intel. Vậy thì nếu mà chơi game chúng ta mua card đồ họa của Intel sẽ như thế nào? Thì với em A380 này mình sẽ nói lại một chút liên quan hệ thống tản nhiệt. Thì hệ thống tản nhiệt đây sẽ sử dụng duy nhất là hệ thống tản nhiệt lõi nhôm và có quạt đi theo kèm. Rất tiếc thì mình đã sử dụng những cái phần mềm như MSI Afterburner thì mình kiểm tra thì vẫn chưa xem được những cái thông số nhiều hơn, chỉ xem được cái thông số liên quan đến mức độ loát thôi. Còn về khía cạnh liên quan đến nhiệt độ thì mình chưa đo được chi tiết. Tuy nhiên thì mình có sử dụng là một thiết bị đo nhiệt để mình có thể đo, thì cái nhiệt độ mà mình đo được ở gần khu vực chip tỏa ra là khoảng 60 độ C. Tất nhiên thì nếu mà chúng ta đo trực tiếp mà nó hiển thị được ấy, có sensor để chúng ta có thể thấy, thì mình nghĩ là nó cũng chỉ khoảng chừng 61-62 độ C thôi. Đây là một trong những mức nhiệt như mình thấy là khá mát mẻ khi so với một hệ thống tản là tản nhiệt duy nhất lõi nhôm và có thêm một cổng cấp nguồn 8 pin. Cái này thì cũng hơi lạ một chút, như lần trước mình đã có nói rồi, bởi vì em này có mức tiêu thụ điện năng khá thấp thì khoảng 75W thôi, nhưng vẫn có thêm một cổng cấp nguồn 8 pin. Thì trên phiên bản Asrock thì mới có thôi, một số phiên bản khác thì không có. Còn có tiêu thụ điện nặng quá hay không thì chắc chắn là không. Anh em có thể chọn mua những bộ nguồn từ 450 hoặc 550W là đã có thể thoải mái sử dụng rồi. Rồi, tập trung vào vấn đề khi chơi game đi. Thì với em A380 thì đây là một trong những em có thể nói là rẻ nhất của dòng Intel Alchemist Arc. Thì chúng ta sẽ nên chơi game ở chế độ phân giải là Full HD. Với cái hiệu năng theo như mình đánh giá chi tiết thì mình đã có kích hoạt cái tính năng Resizable Bar ở trong BIOS. Và đây là một trong tính năng mà Intel khuyến cáo khi mà chúng ta có thể sử dụng. Thì cách bật lên cũng đơn giản thôi. Với một số anh em sử dụng những bộ main khác thì mình chưa biết, nhưng ở đây mình sử dụng một bộ main đến từ Acer thuộc dòng là B660 thì đã nằm ngay ngoài cái màn hình chính của BIOS rồi. Mình chỉ cần bật on là tính năng đấy đã được kích hoạt lên. Khi mà sử dụng mình chơi game ở chế độ phân giải Full HD này, những tựa game online thì hầu hết những tựa game đấy mình đều đánh giá là rất tốt. Thì với Valorant thì mình thấy được là có những lúc thì FPS lên khá là cao, khoảng 380 FPS, tuy nhiên lại có lúc lại tụt về khoảng 200 FPS. Mình nghĩ điều này sẽ nằm ở cái vấn đề driver đến từ Intel, cũng có thể là những phiên bản đầu tiên, và ở đây là
gọi là lần đầu tiên Intel sản xuất một mẫu card đồ họa trên desktop, thì cái vấn đề về driver nó chưa được tối ưu trong những phiên bản đầu tiên. Ở hiện tại thì ở trên website thì anh em có thể sử dụng hai phiên bản, một là phiên bản chính thức và hai là phiên bản beta. Anh em sử dụng mà thấy phiên bản là phù hợp thì cũng có thể để sử dụng lâu dài. Thì trước tiên thì mình đã update phiên bản gọi là chính thức rồi, phiên bản mà không phải phiên bản beta nhé, thì mình thấy được là với những tựa game online ở một số tựa game nhẹ thì cái mức FPS sẽ dao động khá nhiều, còn đối với những tựa game offline thì câu chuyện này sẽ khác, bởi vì những tựa game offline thì thường sẽ tận dụng hết 100% hiệu năng. Thì khi chúng ta tận dụng hết 100% hiệu năng rồi thì cái mức độ ổn định FPS sẽ duy trì khá tốt. Với cái hiệu năng mà em nó mang lại thì mình nghĩ chỉ ở một số tựa game online chúng ta vẫn có thể setting lên cao cao một chút, còn hầu hết sẽ để ở low setting hoặc là medium setting. Với những tựa game mình test thì trung bình sẽ dừng ở mức khoảng 60 FPS. Về mặt khía cạnh về mặt hiệu năng đi, nếu anh em nào mà có những cái thắc mắc về mặt đánh giá chi tiết khi so với những cái phiên bản card đồ họa khác thì anh em có thể search ở trên những cái trên mạng ấy, thì họ có nhiều đánh giá của em Archimedes A380 hơn. Với những đánh giá vừa rồi của mình thì mình thấy em A380 như mẫu review gọi là đầu tiên của Intel dành cho desktop sẽ phù hợp nhất với những anh em nào mà chúng ta cần cái tính năng Intel Quick Sync, và cái thứ hai nữa chúng ta muốn đồng bộ những cái sản phẩm CPU Intel, GPU Intel, keyboard Intel Quick Sync và làm một số những cái sản phẩm khác. Còn nếu mà chúng ta xét riêng trên khía cạnh chơi game thì cái này cũng khá là khó để có thể nói, bởi vì những phiên bản driver vẫn chưa ổn định để chúng ta có thể khẳng định được em này sẽ trở thành một cái phiên bản cực kỳ tốt để có thể chơi game hay là không. Về những cái cấu hình mình lắp ráp ngày hôm nay thì cũng sẽ là những cấu hình tiêu chuẩn thôi. Mình sử dụng là 2 thanh RAM đến từ Kingston với 2 thanh RAM 8GB, bus RAM là 3200, bo mạch chủ là B660 TUF Gaming, tản nhiệt thì mình có lắp thêm tản nhiệt rời. Mặc dù là CPU Intel Core i5 chúng ta có 6 nhân tản nhiệt bên trong, có tản nhiệt lõi đồng, nhưng để mà tối ưu hơn vẫn cần thêm một tản nhiệt khí rời để có thể sử dụng. Còn cái vỏ cây đây là vỏ cây tiêu chuẩn thôi, anh em nên lắp thêm cái quạt LED RGB để có thể sử dụng. Và nếu như anh em nào quan tâm đến những cái dòng sản phẩm mới của Intel, dòng Archimedes mới, thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video để anh em có thể mua về và trải nghiệm thử. Anh em nếu mà có điều kiện thì anh em có muốn trải nghiệm thử em Archimedes hay không thì đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận video nhé. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.